con người theo bản chất tự nhiên. Được sinh ra ai cũng muốn được yêu, vì yêu và để yêu. Vì thế mà tình yêu làm cho con người ta hạnh phúc hơn, trẻ hơn, đẹp hơn. Và vì thế mà nhà thơ Xuân Diệu mới nói rằng: làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào là vậy. Và thật sự tình yêu trở nên có giá trị khi được Chúa lập bi tích thôn phối, và Chúa nâng con người lên ngang hàng với Thiên Chúa.